đàn ông nhà này á bị cái con hồ ly nó hớp hồn mất rồi. Dám lừa dối cả chồng con à? Vụ này ông sẽ xử cho ra trò. Ông không cái gì? À, chị nói không đúng à? Mà còn trả mới treo. Tôi đi tôi chết đây. Trời ơi, con nhỏ nhà cứ à nhảy. Cái mưa dày dày á, nhà của cậu to quá, tôi đèn to á, đi sai bao nhiêu? Có phải là nhà bác bá đạo như anh Tạc không ạ?